Thưa quý vị, cùng với xu hướng phục hồi kinh tế sau đại dịch, thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Những buổi tư vấn, giới thiệu việc làm được các đơn vị địa phương tổ chức thời gian qua đã thu hút một lượng lớn lao động tại địa phương tham gia. Đa số người lao động đều có tuổi đời còn khá trẻ, nhất là các sinh viên mới ra trường. Nhiều cơ hội việc làm, đa dạng các ngành nghề tuyển dụng là nhận định chung qua các phiên chợ việc làm. Hiện tại em thấy nhiều, kiểu công ty tuyển dụng cũng rất nhiều luôn. Mức lương thì em thấy cũng vừa tầm, nhưng mà đa phần em thấy đòi hỏi kinh nghiệm hơi nhiều. Đối với những sinh viên mới ra trường em thì cũng hơi khó. Theo số liệu từ Trung tâm Giới thiệu Việc làm Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 18.500 lao động, với tổng số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng là 631 doanh nghiệp. Sau đại dịch, số lao động chuyển đổi ngành nghề tăng cao, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng cũng có sự thay đổi. Sau đại dịch Covid-19, thì thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng như là các tỉnh thành, thì cái nhu cầu kể cả người sử dụng lao động và lao động là rất là cao. Bởi vì nhiều lý do, trong đó là có một số thì sau gần 2 năm đại dịch thì một số ngành nghề có sự chuyển dịch. Theo báo cáo của Trung tâm tìm kiếm, Trung tâm giới thiệu việc làm ấy, thì như vậy trong năm này thì cái số lượng người tìm kiếm nó cao hơn hẳn so với những năm trước. Và qua đó thì cũng đã giới thiệu được khá nhiều lao động hiện nay đã có việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng đã giới thiệu việc làm cho 1.769 người lao động tham gia tìm việc làm. Số lao động đạt kết quả sơ tuyển là 1.372 lao động. Tiếp tục khảo sát nhu cầu doanh nghiệp kết nối tìm kiếm việc làm cho người lao động được xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động thương binh và xã hội thành phố trong 6 tháng cuối năm. Và dự kiến sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với trường Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức một phiên nữa. Ngoài các phiên thế này thì sở cũng có 3 trung tâm giao dịch giới thiệu việc làm nằm ở 3 cái quận huyện, thì cái thứ 6 hàng tuần thì đều có cái bộ phận và tiếp nhận giới thiệu, coi như là cái cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động. Có thể thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tại Đà Nẵng đều rất cao. Vì vậy, việc thu thập và cập nhật thông tin cung cầu lao động, dự báo nguồn chân lực là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, công tác đào tạo càng cần được chú trọng, nhất là đào tạo chân lực chất lượng cao, đào tạo tay nghề, nghiệp vụ cho lực lượng lao động.